Thôi ok, hello, xin chào anh em đã đến với kênh heo của mình nhé. Thì hôm nay mình lại về một món đồ nữa đến từ Lazada. Ở đây mình đặt một cái camera của Yoshi nó ngoài trời này. Thì mức giá mình sẽ để phía bên dưới cho anh em tham khảo nhé. Thì đây là một cái camera ở ngoài trời, độ phân giải là Full HD. Mức giá là hơn 400.000 thôi, không có thẻ nhớ nhé. Các bạn mua thêm thẻ nhớ thì sẽ tính thêm tiền. Thì ở đây mình không lấy thẻ nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì dạo này trộm cắp rất là nhiều nên mình sắm một cái camera để ngoài trời nhé, để cho nó đảm bảo đi đâu mình có thể quan sát được. Mình chọn nhãn hiệu camera Yoshi này vì mức giá của nó rất là rẻ. Thì bên cạnh đó cũng rất nhiều hãng camera đến từ Trung Quốc thì cũng giá rất là rẻ nha, các bạn có thể tham khảo. Rồi đây là hộp camera của mình này. Rồi mình để qua một bên nhé. Bên trong shop cũng giao cho mình khá là đầy đủ phụ kiện, vì đây là một cái camera ngoài trời á, nên ở đây có một cái giá để chúng ta gắn camera này. Rồi ở đây chúng ta có thêm, để mình xem, đây là một cái adapter sạc cho cắm điện cho camera này, cấp nguồn cho camera đó. Thì ở shop này chuyên bán camera Yoshi á, ở trong nhà cũng như ngoài trời, anh em có thể tham khảo nhé. Thì bây giờ nhìn sơ qua cái hộp này đó, chất lượng camera wifi 1080p. Rồi có gắn thẻ nhớ này, có ghi âm, có wifi các kiểu, bắt chuyển động này, dùng app của Android với iPhone luôn, đủ cả. Đó thì đầy đủ các tính năng của một camera quan sát. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Bên trong có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Rồi các bạn nên để lại để tham khảo cách sử dụng cũng như quét mã QR để tải app này. Thì đó thì mình sẽ tải sau. Rồi phía bên trong chúng ta có một cái nữa, thì cái này chắc là để bảo vệ các dây cáp thôi. Ở bên trong còn có đây, đầy đủ chúng ta vít luôn. Thì đây là cái camera Yoshi. Thì mình thấy rất là to nhưng mà mình thấy cầm rất là nhẹ nhá, rất là nhẹ luôn so với tưởng tượng của mình luôn. Để tí mình sẽ mở bên trong xem nó có cái gì mà nhẹ này. Thì vỏ nó là bằng nhựa nên khá là nhẹ, nhựa cũng thuộc loại bình thường. Đó, chiều dài khoảng tầm hơn 20cm. Chúng ta có dây này, dây cắm cáp này. Rồi một cái dây reset khi các bạn đổi cái wifi này. Này một dây nguồn, đó là ba cổng của chúng ta. Thì camera này có 4 râu nhá. Có loại 2 râu đó, nhưng mà ở đây mình đặt loại 4 râu để bắt sóng wifi mạnh hơn. Tại vì lắp ngoài trời mà, nó ở xa cái địa điểm phát sóng wifi ở nhà chúng ta. Đó, nhìn nó là hầm hố luôn đúng không ạ? Rồi, thì đây là tổng quan về cái camera này. 4 râu. Thì mặt trước nó có gì? Mặt trước đó là một ống kính Full HD này, CCTV lens này. Rồi chúng ta có 4 cái ống kính hồng ngoại để nhìn đêm cho rõ, và 4 cái đèn LED để chúng ta trợi sáng khi lắp những nơi tối nha. Đó, các bạn có thể xem này. Nói chung nhựa và độ hoàn thiện thì mình thấy là cũng là ok, không phải loại tốt nhưng mà trong tầm giá này cũng rất là ok rồi. Như thế này cũng đủ chống chịu mưa gió rồi, vì ngoài trời mà. Rồi ở phía dưới này chúng ta có một cái loa để chúng ta đàm thoại hai chiều này. Và ở trong này thì có để gắn thẻ nhớ, vì đây là camera ngoài trời mà, chúng ta phải lắp thẻ nhớ ở phía bên trong để tránh hỏng thẻ nhớ nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong có cái gì nè. Rồi mình đã mở ra được rồi này. Đó các bạn xem, phía bên trong cũng khá là đơn giản, một bo mạch nhỏ nhỏ thôi nên nó khá là nhẹ. Thì đây chúng ta có cái loa này. Loa này chúng ta nghe cũng như là đàm thoại hai chiều á. Tí nữa mình sẽ test tính năng này sau. Đây khe cắm thẻ nhớ. Đó các bạn có thể cắm thẻ nhớ để lưu trữ hoặc là không cũng được, hoặc là coi trực tiếp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp lại và test nha. Thì đây, bây giờ mình sẽ tải app và test thử nó như thế nào nhé. Thì các bạn có thể quét mã QR hoặc là lên cửa hàng ứng dụng gõ Yoshi ra, nó sẽ ra cái ứng dụng của hãng camera này nhé. Rồi sau khi tải ứng dụng mình sẽ mở lên này.
Đó, các bạn cấp quyền cho cái ứng dụng này để nó có thể theo dõi nhé. Thì đây các bạn cần tạo một cái tài khoản Yoshi. Ở đây mình khuyên các bạn là chúng ta nên đăng nhập Facebook trước vô tài khoản, rồi sau đó chúng ta sẽ kích hoạt tài khoản sau bằng số điện thoại nhé. Đó, đó là cách mình thấy là ok nhất. Chứ các bạn tạo tài khoản đến khi đăng nhập nó sẽ báo lỗi kiểu gì á, nãy mình đã thử rồi mà không được. Đó, các bạn cứ đăng nhập bằng Facebook, chúng ta sẽ có một tài khoản luôn nhanh, rồi chúng ta sẽ tí nữa sẽ thêm số điện thoại sau. Thì đây mình kết nối với thiết bị này. Đó, các bạn chọn dòng giống như trong mình á, rồi chúng ta nhập mật khẩu wifi vào. Sau khi nhập mật khẩu wifi vô á thì nó đã kết nối này. Các bạn chỉ cần làm theo các bước thôi. Đó, tất cả đều bằng tiếng Việt này. Thì ở bước này các bạn nên chọn một nơi yên tĩnh một chút, nhiều tránh nhiều tiếng ồn, và để sát vô camera để nó sẽ cộng hưởng với cái tiếng đu 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 này, này. Để nó kết nối hai thiết bị được một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất nhé. Rồi các bạn chỉ cần để thời gian chạy cho nó kết nối là ok, xong. Đang kết nối, vui lòng chờ đợi. Đó, có cả tiếng Việt nha, mình thấy cái hãng này hỗ trợ tiếng Việt rất là tốt. Rồi ok, vậy là chúng ta đã kết nối thiết bị thành công. Đó, các bạn có thể lựa chọn này, tên thiết bị này. Đó, mục đích sử dụng của các bạn có thể lựa chọn nhé. Ok, vậy là đã kết nối thiết bị thành công. Thì đây là các bạn nên chọn một cái máy chính để kết nối đầu tiên nha, tí nữa mình sẽ giải thích tại sao. Rồi đây, đây mình sẽ test thử coi cái chế độ quan sát của nó này. Đó, các bạn thấy không? Đó, hình ảnh cũng như truyền đường truyền dữ liệu của mình thấy khá là tốt, không bị delay. Đó, với tốc độ mạng hiện tại ở Việt Nam thì quan sát cái này thì rất là ok. Đó, ở đây mục cài đặt thì có rất nhiều chế độ. Đó, các bạn có thể vô đây và tùy chỉnh theo mục đích sử dụng của mình nhé. Rồi đây, về phần hình ảnh này, bây giờ mình sẽ nói thử nha. Các bạn chỉ cần nhân giữ thôi. Đó, các bạn nhân giữ như chúng ta nói chuyện á. Đó, các bạn thấy không? Loa rất là to luôn. Thì cái này có thể nghe hai chiều. Các bạn có thể nhấn nút ở trên phần mềm á, cái hình biểu tượng cái loa á, để các bạn nghe để xem xung quanh đang nói gì nhá. Hoặc là các bạn đó, bây giờ mình sẽ zoom lên này để cho các bạn xem chất lượng hình ảnh này. Đây là mình đang để chế độ mặc định là SD thôi. Khá là rõ nét. Các bạn có thể tùy chỉnh cái chế độ HD ở dưới góc màn hình tùy theo tốc độ mạng thôi, hiện tại nhá. Đó, các bạn thấy zoom lên thì vẫn thấy này. Cũng khá là ok, còn không biết độ bền lâu dài thế nào. Thì đây, mình đã lắp camera nhà mình đây, ở trên góc ở trên này. Cách tầm nhìn khoảng 3 đến 5 mét. Đó rồi, bây giờ mình sẽ quan sát thử xem sau khi lắp nè. Các bạn quan sát thử. Thì mình thấy quan sát buổi tối khá là tốt, cũng thấy nhìn có thể rõ mặt. Khi quan sát buổi tối các bạn nên bật để tí mình vào, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, ví dụ mình chọn máy mình là máy chính thì tí mình sẽ mở một cái để chia sẻ cho các máy khác, các bạn làm theo hướng dẫn của mình như sau nhé. Đây mình vào quan sát cho các bạn xem này. Sau khi mình lắp này, đó zoom lên nhìn rất là ok luôn. Đó, ở đây chúng ta có thể chọn chế độ hình ảnh này, độ phân giải cao này, tùy chọn lúc đó mạng như thế nào nhé. Đó, mở Full HD lên nhìn rất là nét luôn. Đó, thì ở đây để chia sẻ cho các thiết bị khác, các bạn chỉ cần nhấn 3 chấm chia sẻ. Chúng ta có cách như sau. Thì ở đây mình chọn đó mạng. Rồi chúng ta chọn thấy các chế độ muốn máy kia truy cập như thế nào. Rồi chúng ta chia sẻ cái mã QR này đến một cái máy mà các bạn muốn chia sẻ. Rồi các bạn gửi link cho người ta. Người ta chỉ cần nhấn vào cái link đó và tạo một cái khoản y chang thôi là chúng ta có thể chia sẻ cho người ta để người ta nhìn thấy hình ảnh của camera rồi.
Rồi thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái máy được chia sẻ và cái máy chính của mình á, thì nó sẽ có những cái quyền gì khác nhau và giống nhau nhá. Ở đây, đây cái máy mình chia sẻ cho vợ mình ấy, thì vẫn coi được hết tất cả luôn. Đó thì ở đây chỉ có các chức năng khác như là ánh sáng trắng này, để chúng ta điều khiển cái đèn LED á, trợ sáng thêm buổi tối á, là chỉ có máy chính mới sử dụng được thôi nhé các bạn. Còn lại chức năng báo động cũng như các chức năng khác cơ bản là cái máy kia cũng sử dụng được thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Rồi trong video hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một cái camera ngoài trời giá rẻ rất là ok. Đó, bạn nào quan tâm thì link sản phẩm mình vẫn để phía bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.